Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.pro. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta không hề cố ý thành tiên của tác giả Kim Sắc Mặt Lệ Hoa. Tập 85. Chương 841, Thần Tiên Thượng Nhiệm 2. Đúng vậy à, Tống Du đáp lại một câu, tuy nhiên lại có chút nghi hoặc, Túc Hạ nói đuổi kịp lúc này là có ý gì? À, ngược lại quan nhân trẻ tuổi hơi kinh ngạc, đối với hắn hỏi, tiên sinh không biết. À, Túc Hạ có chỗ không biết, tại hạ cùng với đồng nhi Chu Du Thiên Hạ, tháng trước mới đến Nghiêu Châu, tối hôm qua mới đến huyện Hoàng Lương, ở lại một đêm dưới chân núi, sáng nay liền lên núi. Ngược lại là lúc ở dưới chân núi, cũng nghe chủ quán trọ nói qua chúng ta tới rất đúng lúc, chẳng qua là lúc đó còn tưởng rằng là gần đây khí trời tốt, trong núi mát mẻ. Tống Du dừng một cái, nhưng nghe Túc Hạ cũng nói như vậy, lại dường như không hoàn toàn là như thế. Ha ha! Quan nhân trẻ tuổi nghe vậy nhịn không được mỉm cười, vỗ tay nói, gần đây xác thực khí trời tốt, khí hậu cũng tốt. Dưới núi khô nóng mà trong núi mát mẻ, tuy nhiên nhiều người đến như vậy, vẫn là bởi vì đuổi kịp giữa tháng tư. Giữa tháng tư, tiên sinh quả nhiên chưa nghe nói qua, Túc Hạ nếu như nguyện nói ra. Này, một mình leo núi vốn là buồn tẻ, có thể cùng tiên sinh cao nhân đạo ra như vậy bắt chuyện vài câu để giải tỏa sự nhàm chán, loại bỏ mệt nhọc, thực tế quá tốt. Quan nhân trẻ tuổi dò xét liếc nhìn Tống Du một chút, sau đó quét ánh mắt đảo qua từ trên thân ngựa đỏ thẫm phía sau hắn cùng với tiểu nữ đồng ngửa đầu mở to một đôi mắt nhìn thẳng hắn. Hỏi, tiên sinh đã là cao nhân tu đạo, nhưng từng nghe nói qua truyền thuyết thần tiên đi đăng thiên chưa? Ngược lại là có nghe thấy. Chính là như vậy. Vị quan nhân trẻ tuổi họ Vi dừng lại một chút, truyền thuyết này còn phải bắt đầu từ trăm năm trước. Ồ, Tống Du cũng có một chút hứng thú. Đây là cố sự đều chưa từng nghe nói qua khi chưa tới huyện Hoàng Lương, thậm chí lúc hỏi đường ở huyện Hoàng Lương và khi đến chân núi. Trăm năm trước Tôn Giả Sơn chính là nhất đại danh sơn, có người nói rằng người trong thiên hạ sau khi chết sẽ trở thành thần tiên. Lần đầu tiên lên thiên cung báo danh thì phải từ trên núi Tôn Giả này mà đi. Tuy nhiên khi đó người leo núi cũng không nhiều. Trăm năm trước liền có một người đến leo núi, dường như là họ Lý, gọi hắn là Lý Công. Trên đường leo núi Lý Công gặp được một lão giả, khuôn mặt hiền lành, mười phần thiện đàm, tự xưng là họ Ngải. Lý Công cũng là người thiện nói, trên đường leo núi lại không có nhìn thấy một ai khác. Thế là hắn dắt tay cùng Ngải Công đi dạo. Trên đường đi trò chuyện vui vẻ, chiêu cố lẫn nhau, đều đối với nhau có cảm tình sâu đậm. Quan nhân trẻ tuổi nói xong dừng lại một lúc, đến đỉnh núi, nghỉ ngơi một lát, lúc phải xuống núi. Ngải Công lại hành lễ nói với Lý Công, hắn vốn không phải đến Tôn Giả Sơn leo núi du ngoạn, mà là đi lên thiên cung thượng nhiệm. Bởi vì hắn là người Phong Châu, lúc còn sống có đức hạnh, cho nên sau khi chết có thể làm thần tiên, bảo quản nhà kho cho thiên cung. Người ở mấy châu phía nam thành thần tiên lần đầu tiên thượng thiên cung đều phải từ Tôn Giả Sơn đi lên, thời gian là vào giữa tháng 4 và giữa tháng 10 hàng năm. Nhớ tới hữu duyên với hắn, và Ngải Công có thể nói chuyện với hắn về bất cứ điều gì trên đường đi, không đành lòng giấu giếm hắn, thế là nói cho hắn biết chân tướng. Nói xong cáo từ với hắn, mời hắn không nên tùy tiện nói cho người khác biết, sau đó từ trên đỉnh núi Tôn Giả Sơn, lập tức bay lên trời. Về sau Lý Công trở về mời người đến nơi đó ở Phong Châu hỏi một chút, quả nhiên là có một vị đức hạnh như thế đã chết. Đồng thời rất nhanh bên trong thần sách của đạo quan có tên của vị đó, hết thảy đều giống như ngài ấy nói. Tống Du nghe xong mỉm cười, nói một câu, xem ra hắn không có tuân thủ uy tín. Có lẽ là vô ý truyền ra, cũng là một phen duyên phận, còn không phải sao. Tuổi trẻ quan viên nói, cố sự này sau khi truyền ra, người leo lên Tôn Giả Sơn càng ngày càng nhiều, thường xuyên có người vội vàng vào hai mốc thời gian này đến leo núi. Nghe nói về sau cũng có người khi đang leo núi gặp được thần tiên đi lên thiên cung thượng nhiệm, một số người có thể trò chuyện với họ. Một số người có thể kết giao với họ, còn có một số người chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng nửa ẩn nửa hiện hoặc khi thì xuất hiện khi thì biến mất. Thậm chí còn có người có lẽ có năng lực phép thuật, nhưng không đi bộ mà bay từ trên trời xuống, cũng bị người khác nhìn thấy nhưng không biết là thật hay giả. Thần kỳ! Cho nên trong khoảng thời gian này, rất nhiều người đến leo núi Tôn Giả, rất nhiều người đều là nghĩ đến thử thời vận.
nhìn xem có thể trên đường gặp được thần tiên đi lên thiên cung thượng nhiệm hay không, dính được ít tiên khí phúc khí. Quan nhân trẻ tuổi một bên nói, một bên đánh giá nét mặt của Tống Du, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Túc hạ cũng là đến để có thể ngẫu nhiên gặp được thần tiên sao? Tống Du lại mở miệng hỏi hắn. Tại hạ bình sinh đã yêu thích tìm kiếm phong cảnh sơn thủy, tôn giả sơn là đã sớm nghĩ đến. Quan nhân trẻ tuổi nói, tuy nhiên thần tiên ngoại trừ trường sinh bất lão, thần thông quảng đại, nghe nói cũng đều là người có đức hạnh. Nếu có thể ngẫu nhiên gặp được thần tiên và đồng hành cùng họ, coi như không có tiên khí hay phúc khí gì đó, cũng nhất định là một chuyện may mắn. Túc hạ nói có lý, không biết tiên sinh lại đi đâu. Quan nhân trẻ tuổi nói thẳng hỏi, Túc hạ sẽ không hoài nghi ta là thần tiên à? Tiên sinh dáng vẻ và khí chất có chút bất phàm, con ngựa không cần dây cương mà không chạy loạn, đồng nhi càng là xinh đẹp đến giống như tiên đồng, toàn thân không nhiễm trần thế. Quan nhân trẻ tuổi chắp tay với hắn, cung cung kính kính nói, dù cho không phải thần tiên, cũng nhất định là cao nhân tu hành thế gian hiếm có. Lời nói này nghe thực tế quen tai, có vẻ như ở thời đại này, người phàm trên thế gian đều có chung quan điểm là tìm kiếm thần linh. Có lẽ là thế sự quá buồn tẻ, vào trong núi tìm kiếm thần tiên cũng xem là một loại tiêu khiển, đến mức ngay cả rất nhiều văn nhân cao thượng sĩ cũng không thể ở ngoại lệ. Ha ha, Tống Du với tâm tình khoáng đạt, cũng cười hai tiếng, nói với hắn, tại hạ chỉ là người tu đạo có chút đạo hạnh, Túc hạ nếu muốn tìm thần tiên thì không cần đến tìm tại hạ. Tuy nhiên, tại hạ trên đường đi tới ngược lại là trông thấy mấy vị lão ông, rất giống như là thần tiên lên trên trời thượng nhiệm. Liền giống với một vị ở phía sau. Đạo nhân cười không ngớt, nhìn về phía hậu phương. Ồ! Quan nhân trẻ tuổi theo ánh mắt của hắn nhìn lại, quả nhiên trông thấy có một lão giả thân mang áo bào lộng lẫy, một thân một mình, từ dưới núi đi lên đỉnh núi. Lão giả này tóc bạc, mặt hồng hào, hồng quang đầy mặt, vẻ mặt hiền lành, khí chất xuất trần, rõ ràng ăn mặc bất phàm, nhưng lại không có tôi tớ, rõ ràng tóc trắng xóa, đi ở trên đường núi, nhưng mặt lại không đỏ, hơi thở không gấp. Dù cho đạo nhân không nói ra, nhưng khi hắn quay đầu lại nhìn thấy, sợ cũng sẽ cảm thấy đây là thần tiên đi thượng nhiệm. Nhưng mà dạng lão giả này, hắn một đường cũng gặp được mấy vị. Chương 842, Đăng Thiên Lộ, 1. Có câu nói rất hay, mặt do tâm sinh, vị lão ông này nhìn giống như là một người từ thiện. Trong lúc hành tẩu tư thái và khí độ cũng là bất phàm, theo tại hạ thấy, ngược lại là rất có phong phạm thần tiên. Tống Du nói xong mỉm cười nhìn về phía quan nhân trẻ tuổi, Túc hạ cảm thấy vị lão ông này thế nhưng là thần tiên. Ai? Quan nhân trẻ tuổi lại chỉ là thở dài, cũng không trả lời, mà chính là lắc đầu nói ra. Nghe nói người phàm sau khi chết đi lên trời làm thần tiên, trước khi chưa tới thiên cung, đều không tính được là thần tiên, mà giống như là quỷ. Chỉ là có nhiều chỗ biến hóa hơn so với quỷ tầm thường, không sợ ánh nắng mặt trời. Chỉ có người lúc còn sống đã biết tu hành có pháp lực mới có thể trước khi tiền nhiệm có được thần thông khác. Còn nói đến cố sự trăm năm trước sau khi truyền ra, lần lượt có thần tiên ở trên đường từ tôn giả sơn thượng nhiệm bị người khác quấy rầy, nhẹ thì hành trình bị trì hoãn, nặng thì bị người dây dưa không dứt, cho nên rất nhiều thần tiên trên đường thượng nhiệm đều sẽ cải trang cách ăn mặc để người khác nhìn không ra, thậm chí thừa dịp lúc ban đêm mà đi. Xem ra Túc hạ đã điều tra không ít, đều là nghe người ta nói. Quan nhân trẻ tuổi ngượng ngùng lắc đầu, nghe nói trước đó Phong Châu có địa long xoay người, dẫn đến ẩn giang bị cắt đứt, dòng sông chảy về con đường ban đầu. Sau một ngày mới trở về, thôn xóm thành trì ven bờ sông ẩn giang đều chịu tình hình tai nạn với mức độ khác nhau, mãi cho đến tận Nghiêu Châu đều là như thế. Trong lúc đại nạn, những người có đại đức hạnh lần lượt xuất hiện, đều được dân chúng cảm niệm mà lập miếu thờ, dạng này tính đến, nên giữa tháng 4 năm nay thần tiên đến thiên cung thượng nhiệm sẽ không ít. Tống Du nghe vậy nhịn không được nở nụ cười, cảm thấy thú vị, Túc hạ phân tích chu đáo đến như thế, sao không đi hỏi một chút vị lão ông kia là người từ nơi nào đến. Tiên sinh thật sự không phải thần tiên cũng sẽ nói dối sao, tại hạ không biết. Thần tiên giật châu cũng từ tôn giả sơn thượng thiên sao, cũng không biết. Nhờ phúc của Túc hạ, chúng ta thật sự là biết được rất nhiều điều tuyệt vời, nghe tới cũng thấy thú vị, lại không dám lừa gạt Túc hạ. Tại hạ quả thật chỉ là một đạo nhân thế gian, không phải thần tiên. Tống Du cười nói với hắn, Túc hạ muốn tìm thần tiên, vẫn là đem ánh mắt rời về phía nơi khác mới phải, cũng là không nên cưỡng cầu. Quan nhân trẻ tuổi nở một nụ cười rực rỡ, đáp lại hắn,
Mặc dù hầu hết những người đến leo núi Tôn Giả gần đây, phần lớn là muốn dính chút ít tiên khí và phúc khí, cầu thân thể khỏe mạnh và trường thọ, nhưng tại hạ không giống. Tại hạ chỉ là muốn nhìn thấy những điều mà tại hạ không thể nhìn thấy trong những ngày bình thường. Bất luận là đồng hành cùng với thần tiên có đức hạnh, hoặc là đồng hành cùng với tiên sinh cao nhân thoải mái như vậy, đều là như thế. Nhân sinh ngắn ngủi 3 vạn ngày, có thể nhìn thấy những thứ mà người bình thường không thể nhìn thấy cũng coi là thỏa mãn. Vậy túc hạ hôm nay nhất định sẽ gặp thoáng qua thần tiên. Thật đáng tiếc khi với một đôi mắt trần, tại hạ không thể nhận ra thần tiên thực sự. Quan nhân trẻ tuổi một bên tự giễu nói một bên như cũ đánh giá đạo nhân, thỉnh thoảng quay đầu ánh mắt đối mặt với tiểu nữ đồng. Chỉ có một con đường lên núi, hai người bọn họ có cùng tốc độ, nếu không phải cố ý tránh đi thì sẽ đồng hành được một đoạn. Giống như lão ông sau lưng giống như là thần tiên, trước đó đi phía sau bọn hắn và sau khi đi một đoạn vẫn là ở bên cạnh bọn họ, cũng là vừa đi vừa nhìn phong cảnh. Quan nhân trẻ tuổi như cũ lặng lẽ dò xét Tống Du. Vị đạo nhân này có khí chất thật sự là xuất trần. Không chỉ cho dù leo núi như thế nào, hắn cũng sẽ không bao giờ thở dốc, thần thái bình tĩnh, tốc độ dưới chân cũng không thay đổi. Ngay từ lúc bắt đầu quan nhân trẻ tuổi còn có thể dễ dàng tới đồng hành, nhưng lúc sau đã phải tốn nhiều khí lực hơn một chút mới có thể theo kịp. Mà lại thần thái của hắn luôn luôn khoan thai tự tại, quan sát động tĩnh ngắm cảnh, không vội vã. Cũng không quan tâm đồng nhi là chạy đến phía trước hay là một mình rơi lại phía sau, giống như là một điểm cũng không sợ đồng nhi vô cùng xinh đẹp này sẽ bị bắt cóc. Có khi dừng lại chờ đợi đồng nhi, hoặc là cùng đồng nhi nói chuyện, bất luận ánh mắt, khuôn mặt, ngữ khí hay là tư thái, đều là sự nhu hòa khó mà nhìn thấy của người phàm. Từ trên người hắn, quan nhân trẻ tuổi có thể nhìn thấy một loại tiêu dao tự tại từ bên trong ra ngoài cùng với tâm cảnh bình thản. Ngay cả đồng nhi kia đều rất bất phàm, ngoại trừ xinh đẹp đến không tưởng nổi, trong mỗi nhất cử nhất động cũng đều lộ ra sự linh động kinh người. Thậm chí con ngựa kia cũng rất không bình thường. Quan nhân trẻ tuổi trên đường đi tới, và hắn thực sự chưa thấy người nào giống một vị thần tiên hơn vị tiên sinh này. Chẳng lẽ là phương pháp trái ngược? Thế nhân đều biết thần tiên đi thượng nhiệm sẽ sửa bộ dáng đóng vai thành phàm nhân, kiệt lực che giấu mình, mà hắn lại nghĩ khác đi. Càng muốn hóa thành bộ dáng đạo nhân phủ thêm một thân đạo bào, để xua tan sự hoài nghi của du khách trên đường đi. Chỉ là quan nhân trẻ tuổi từ sơn môn lên đã lưu ý đến vị này, tận mắt nhìn thấy hắn cho 100 văn tiền thuế núi. Chỉ là hắn chưa nghe nói qua vị thần tiên nào từ nơi này đi trên trời báo danh còn phải nộp thuế núi. Chẳng lẽ cũng là cố tình làm, tiền là do biến ra. Quan nhân trẻ tuổi một bên suy tư, một bên tới đồng hành. Các bạn đang nghe chuyện Ta không hề cố ý thành tiên của tác giả Kim Sắc Mạt Lị Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.pro. Chương 843, Đăng Thiên Lộ, 2. Khi bọn họ đi đến giữa sườn núi, đã là giữa trưa, rất nhiều du khách leo núi đều lựa chọn dừng lại nghỉ ngơi cùng với việc ăn một chút gì. Quan nhân trẻ tuổi nhìn thấy tên đạo nhân này lấy ra một quả trứng gà luộc cho đồng nhi nhà mình. Mình thì cầm 2 cái màn thầu để ăn với nước nuốt vào trong bụng, chi cho đồng nhi nhà mình, nhưng cũng ăn đến có vẻ ngon lành, nhìn xác thực không giống như là người sau khi chết đi thượng nhiệm thần tiên. Quan nhân trẻ tuổi mang thịt khô cùng với quả đào, hào phóng chia cho đạo nhân cũng không có cự tuyệt, cầm lấy liền ăn. Như thế càng không giống như thần tiên chưa nhậm chức. Thoải mái, đạo nhân nói một tiếng, thoải mái, tiểu nữ đồng cũng nheo mắt lại, nói theo một tiếng. Thật sự là vô cùng đáng yêu. Buổi chiều ánh nắng càng phát ra bỏng mắt, trong núi gió mát phất phơ thổi lại thoải mái, rất nhiều người đều ở trong núi do dự muốn hay không tiếp tục lên đường. Quan nhân trẻ tuổi lặng lẽ liếc nhìn về phía vị đạo nhân này, lại thấy hắn không vội vã, tìm một gốc cổ tùng tươi tốt đủ để che nắng. Thổi ra bụi đất cùng với cành cây lá rụng, sau đó nằm xuống ngay tại chỗ, nói với đồng nhi phải đi ngủ trưa. Đạo nhân thật sự nói ngủ là ngủ. Sau khi ngủ thiếp đi, để gió núi thổi vào mặt hắn, lá tùng phủ lên chăn bông, mặc cho người leo núi từ bên cạnh hắn đi qua. Mặc cho con ngựa đỏ thẫm ở bên cạnh ăn cỏ, cũng mặc cho côn trùng cùng với động vật nhỏ trong núi ở bên cạnh hắn thậm chí nhúc nhích trên thân. Quan nhân trẻ tuổi đã thấy con sóc trong núi chạy đến trên thân đạo nhân một điểm dấu hiệu tỉnh lại cũng không có, con sóc vốn nên nhát gan dường như cùng một chút không sợ hắn. Con người cùng với thiên nhiên tại thời khắc này đạt tới sự hài hòa hoàn mỹ mà quan nhân trẻ tuổi chưa bao giờ thấy qua. Trong lúc mê man,
lại cảm giác như đạo nhân đã dung nhập vào vùng núi lớn này. Thẳng đến nữ đồng kia quay đầu nhìn qua, con sóc mới bỗng chốc bị sợ quá chạy mất, thật nhanh leo lên trên cây. Gió núi thổi rừng lay động, thế giới vô cùng yên tĩnh. Có chút âm thanh nhỏ vụn từ bên trong núi rừng truyền đến, lại tuyệt không quấy nhiễu phần yên tĩnh này, mà trở thành một sự tô điểm yên tĩnh, càng làm nổi bật lên đạo nhân thong dong tự tại, dường như không có chút nào sầu lo. Thậm chí hành lý cũng đặt ở ven đường, không sợ người khác trộm mất. Lúc này quan nhân trẻ tuổi lại cảm thấy hắn không giống như là thần tiên đi thượng nhiệm, mà giống như là thần tiên thật sự trên thế gian. Chậm rãi, quan nhân trẻ tuổi phảng phất cũng nhận lây nhiễm bởi hắn, có chút mệt rã rời, cũng tìm một gốc cây tùng. Dựa lưng vào cây ngồi xuống, đem bọc hành lý ôm vào trong ngực, mí mắt đụng vào nhau, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Trong mắt hơi híp, đã không biết bao lâu, chỉ biết một giấc này thật sự là ngủ ngon xinh thoải mái. Đợi đến khi phát giác được trước mặt có bóng người lắc lư, quan nhân trẻ tuổi đột nhiên mở to mắt. Chỉ thấy đạo trưởng họ Tống này đã tỉnh ngủ, đang đem hành lý đặt lên trên lưng ngựa, thoạt nhìn như là muốn lên đường. Muốn xuất phát sao? Tiên sinh, đúng vậy a, một giấc này thật sự là ngủ ngon xinh tự tại. Đạo nhân cười nói với hắn, nhìn túc hạ ngủ rất say, cho nên không dám gọi túc hạ. Tại hạ cũng ngủ ngon xinh tự tại, túc hạ có thể lại nhắm mắt một chút. Tiên sinh đã muốn xuất phát, vậy ta cũng lên đường. Quan nhân trẻ tuổi vội vàng đứng người lên, vỗ vỗ đầu, đầu có chút mơ hồ, đây là triệu chứng phổ biến sau một giấc ngủ trưa. Nhưng tinh thần lại phá lệ thư thái, thân thể cũng dễ chịu cực, thậm chí khi ngắm nhìn bốn phía cũng cảm thấy phong cảnh ở giữa núi này đều trở nên sáng ngời rõ ràng hơn rất nhiều. Đi không bao xa, lại gặp được vị lão ông kia. Xem ra lão ông cũng đã ở phía sau tìm được một nơi nghỉ ngơi. Lần này quan nhân trẻ tuổi lấy hết dũng khí, tiến đến nói chuyện, lão trượng ở độ tuổi này. Khi leo núi nhưng như cũ bước đi như bay, so với người trẻ tuổi đều đi nhanh hơn, thật sự là thân thể tốt à. Không thể so với lúc trước, lão ông rất hiền hòa trò chuyện cùng với hắn. Thế là một đường vừa đi vừa nói, lúc này mới biết được, vị lão trượng này họ Hùng, là nhân sĩ Phong Châu, nhà ở bờ sông Ẩn Giang. Khi nghe đến đó, quan nhân trẻ tuổi kém chút cho rằng hắn cũng là thần tiên. Nhưng mà sau đó lại nghe nói hắn là người luyện võ, lúc tuổi còn trẻ trên giang hồ cũng có chút danh tiếng. Bây giờ mặc dù lão già không giỏi như khi còn trẻ nhưng leo núi vẫn là không đến mức cảm thấy mệt nhọc. Lúc này mới bước đi như bay, mặt không đỏ hơi thở không gấp, quan nhân trẻ tuổi lại không khỏi có chút thất vọng. Đợi một lúc lấy lại tinh thần, chỉ thấy đạo nhân đang mỉm cười nhìn về phía hắn, tựa hồ cảm thấy mười phần thú vị. Tiên sinh sao một mực nhìn ta, cảm thấy túc hạ rất thú vị. Như thế có gì thú vị? Túc hạ nói mình muốn đồng hành cùng thần tiên chính là ngưỡng mộ đức hạnh thần tiên lúc còn sống, nhưng lúc túc hạ tìm kiếm thần tiên, lại chỉ quan tâm hắn có phải là thần tiên hay không, mà không thèm để ý trong lời nói của hắn lộ ra tu hành và đức hạnh. Nghĩ đến trăm năm trước vị Lý Công kia cũng không phải như thế tìm được thần tiên à. Quan nhân trẻ tuổi nghe xong, nhất thời sững sờ. Sau khi suy nghĩ một lát, lại bừng tỉnh đại ngộ, thế là hướng về Tống Du chắp tay, lời nói của tiên sinh khiến cho ta trong nháy mắt khai ngộ, hổ thẹn hổ thẹn. Chỉ là thuận miệng nói, túc hạ chớ có để ý. Nơi nào, còn phải đa tạ tiên sinh điểm tỉnh mới phải. Chương 844, trong núi cảm ngộ, 1. Bên trong lời nói có chút đắc tội, nhưng túc hạ không khó chịu và xấu hổ, đã là lòng dạ khoáng đạt và bình thản, còn có thể suy ngẫm nhanh chóng, điều này thực sự hiếm thấy, ta không bằng. Tống Du cũng chắp tay nói với hắn, ha ha xấu hổ cho ta. Người này cũng là người sáng sủa hào phóng. Tống Du mỉm cười, tiếp tục đi lên phía trước. Vượt qua tầng tầng lớp lớp núi, ước chừng nửa buổi chiều, khi nghe thấy du khách phía trước liên tục phát ra tiếng thán phục. Leo lên đỉnh núi, lúc đi đến vị trí của du khách phía trước, Tôn Giả Sơn đã xuất hiện ở trong mắt. Hôm nay khí trời tốt, có thể nhìn thấy Tôn Giả Sơn hoàn chỉnh. Cái gọi là Tôn Giả Sơn chính là do có một ngọn núi đá nằm trên đỉnh núi, dáng vẻ cao đến mấy chục trượng. Bộ dáng giống như là một vị lão giả đứng thẳng, lông tóc sợi râu đều rất giống nhau, đang chắp tay hành lễ. Mặc dù nói cũng là mấy phần dựa vào tướng mạo, mấy phần dựa vào tưởng tượng, nhưng cũng cực kỳ thần kỳ. Lúc này trên đỉnh núi có mây mù, bị gió kéo chạy, nhưng cũng chỉ là phủ thêm cho Tôn Giả Sơn một bộ áo choàng sa y, cũng không che chắn dáng vẻ thật sự của nó. Wow!
Tiếng thán phục lần này vang lên từ bên cạnh Tống Du. Trên núi có núi, lại thật sự giống như tôn giả, cũng không biết là do thần thông của thần tiên hay là thiên nhiên điêu luyện sắc sảo, thần kỳ, thật sự là thần kỳ. Quan nhân trẻ tuổi nói mấy lần từ thần kỳ, lại nói rằng thần tiên từ nơi này đến thiên cung báo danh, ta là tin. Nói xong liền nhìn về phía người bên cạnh. Chỉ thấy đạo nhân không nói một lời, chỉ chống gậy tre đứng ở tại chỗ, xa xa nhìn ra tòa núi đá kia, mà tiểu đạo đồng bên cạnh hắn cũng rất bình tĩnh. Chỉ là dướn cổ lên thẳng tắp nhìn chằm chằm tôn giả sơn, mở to hai mắt, trong mắt càng nhiều hơn chính là mới lạ. Mà không phải sợ hãi thán phục, không biết là tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, hay là sớm đã theo đạo nhân nhìn thấy quá nhiều kỳ cảnh núi sông. Đạo nhân mỉm cười. Đây chính là một trong năm đăng thiên lộ, con đường dẫn đến thiên cung. Ban đầu khi ở Việt Châu, hắn đã đi qua Thiên Trụ Sơn phương Bắc, cảm nhận qua linh vận đặc biệt ở chỗ tương giao giữa thiên cung cùng với thế gian. Tuy nhiên cảm nhận cũng không rõ ràng lắm, cũng không có cẩn thận tìm tòi nghiên cứu cơ chế bên trong. Lần này lại đến Tôn Giả Sơn, ngoại trừ lĩnh hội phong cảnh, chính là muốn càng tinh tế nhìn xem, tìm hiểu kỹ càng, thần tiên lần thứ nhất thượng thiên báo danh đến tột cùng là đi lên như thế nào. Vì sao chỉ có thể đi lên từ năm nơi này, vì sao nơi khác đều không thể đi lên lại chỉ có năm nơi này mới có thể đi lên. Trùng hợp gặp được giữa tháng 4, thế là càng tốt hơn. Miễn cho còn phải trong ở nơi này đợi lâu. Dù sao ngày hôm nay theo Tống Du chứng kiến hết thảy mà nói, tối nay nhất định là có người lên trời. Đạo nhân tìm thấy một chỗ đất trống, ngồi xếp bằng xuống. Tiểu nữ đồng mặc dù dáng dấp trông nhỏ nhắn, nhưng cũng học động tác của hắn ngồi xếp bằng xuống. Tư thái gần như giống nhau như đúc với hắn, thần sắc cũng tận lực giả bộ lạnh nhạt giống như hắn, nhìn chằm chằm Tôn Giả Sơn phía trước. Nơi này là chỗ tương giao giữa hai núi, có một mảnh đất trống, tòa núi đá tương tự tôn giả kia ở phía đối diện đỉnh núi, sau lưng còn có một ngọn núi. Kỳ thật nhìn so với Tôn Giả Sơn còn cao hơn không ít, ở bên trên ngọn núi phía sau kia hẳn là có thể rất nhẹ nhàng quan sát Tôn Giả Sơn. Chỉ là ngọn núi này rất bình thường, đã không có sự kỳ lạ của Tôn Giả Sơn, cũng không có nhiều truyền thuyết thần thoại như vậy, tự nhiên là bị xem nhẹ. Nơi này có thể nghỉ ngơi tránh gió cách Tôn Giả Sơn cũng gần, rất nhiều du khách đều ở nơi này nghỉ ngơi, tùy tiện ngồi nằm. Người đi du ngoạn phần lớn tính tình tùy ý, dù cho ngày bình thường không tùy ý, phần lớn mấy ngày này cũng có thể nghênh đón tùy ý ngắn ngủi. Thế là xung quanh tràn ngập âm thanh bắt chuyện, phần lớn là kẻ không quen biết, thậm chí đến từ khu vực bên ngoài Nghiêu Châu cùng với Lãng Châu, chỉ cần thấy thuận mắt là trò chuyện. Cũng không cần lo lắng tìm không thấy cuộc trò chuyện, cùng ở tại trên ngọn núi này, chính là có sẵn duyên phận cùng với đề tài. Chỉ có đạo nhân cùng với đạo đồng ngồi khoanh chân, mặt hướng Tôn Giả Sơn, không nói một lời, nhìn không chớp mắt. Ngay cả tên quan nhân trẻ tuổi họ Vi kia cũng một lần nữa đi tìm tới vị lão ông họ Hùng kia, cung cung kính kính tới trò chuyện, không còn thăm dò, bỏ xuống mục đích chính. Chỉ trò chuyện cùng với vị lão trượng có khuôn mặt hiền lành, ngữ khí hiền lành này nhưng hiển nhiên vị lão trượng này đã từng vào lúc tuổi còn trẻ nhìn quen mưa gió, khiêm tốn và lịch sự, tự nhiên được lợi. Trò chuyện hồi lâu, lại bị văn nhân quan nhân khác kéo đi kết giao lẫn nhau, tâm tình núi biển. Đạo nhân cùng với đạo đồng vẫn như cũ ngồi xếp bằng, nhìn không chớp mắt. Nói đúng ra, chỉ có đạo nhân nhìn không chớp mắt. Đạo đồng nhỏ tuổi chỉ là đang bắt chước đạo nhân mà thôi. Đã là bắt chước đương nhiên phải nhìn đạo nhân làm như thế nào. Thế là Tam Hoa Nương Nương mặc dù phần lớn thời gian đều ngồi không nhúc nhích, nhìn chăm chú Tôn Giả Sơn, giống như là muốn đem núi cho nhìn thấu. Muốn từ đó nhìn ra bí mật nhanh chóng tu thành đại yêu, thế nhưng chung quy là nhịn không được thỉnh thoảng đem con mắt hạt châu chuyển hướng sang bên cạnh một chút. Liếc trộm đạo sĩ nhà mình là đang làm gì, sau khi phát hiện đạo sĩ vẫn như cũ không nhúc nhích, liền thật nhanh đem ánh mắt thu hồi. Tiếp tục tự mình nhìn đại nghiệp Tôn Giả Sơn. Trên núi gió lớn, ngày mùa hè cũng có mấy phần ý lạnh. Các bạn đang nghe chuyện Ta Không Hề Cố Ý Thành Tiên của tác giả Kim Sắc Mạt Lị Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.pro. Chương 845, Trong núi cảm ngộ, 2. Nhưng mà bất luận gió thổi thế nào, người tôn giả trên núi kia từ đầu đến cuối đều treo một tầng mây mù. Dưới gió núi chậm chạp biến đổi hình dáng, chậm rãi bị gió kéo dài, bị kéo đi một tia, lại sinh ra một tia, làm sao cũng không thổi hết. Tam Hoa Nương Nương nhịn không được ngáp một cái, chung quy là có chút nhàm chán. Quay đầu lại nhìn đạo sĩ một chút,
đã thấy đạo sĩ vẫn như cũ không nhúc nhích, nàng vỗ nhẹ vào miệng, cũng tiếp tục miễn cưỡng lấy lại tinh thần, nghiêm túc học tập, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng nghiêm túc. Chỉ là ngọn núi vạn năm không đổi này xác thực không có gì để nhìn, vừa mới bắt đầu còn cảm thấy mới lạ. Nhìn thêm vài lần, liền cảm thấy không có gì thú vị, để mèo tới làm loại chuyện này, cũng quả thật có chút làm khó mèo. Tam Hoa nương nương rất muốn nghiêm túc, nhưng thân thể không nghe theo sự sai khiến, nàng chậm rãi ngã lệch về phía đạo sĩ, tựa ở trên thân đạo sĩ. Trên thân đạo sĩ rất ấm áp, y phục vải vóc dù không mềm mại, nhưng lại là cảm giác quen thuộc và thoải mái, cũng là mùi hương quen thuộc, thật sự cảm thấy rất thoải mái khi dựa vào mà không bị ngã. Vì vậy, một khi đã tựa vào rồi, nàng không thể đứng thẳng được, dạng này cũng có thể nhìn núi. Tam Hoa nương nương trong tâm như là tự nhủ, như cũ mặt hướng về phía Tôn Giả Sơn, buộc bản thân phải tự trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm Tôn Giả Sơn. Tôn Giả Sơn là một trong những ngọn núi nổi danh thiên hạ, linh lực tự nhiên cực kỳ dồi dào, vốn là điều mà yêu quái ưa thích. Thiên cung là chỗ ở thế gian vì thần linh ngưng tụ ra, cũng là nơi vô cùng huyền diệu. Tôn Giả Sơn là một trong những nơi gần nhất với thiên cung trong thế giới phàm trần, tự nhiên cũng nhiễm mấy phần linh vận huyền diệu. Tam Hoa nương nương nhìn không ra được gì, chỉ cảm thấy dễ chịu. Nhất là dựa vào đạo sĩ, liền cảm thấy thoải mái hơn. Mí mắt bắt đầu đánh nhau. Ánh mắt cũng bắt đầu trở nên khi thì mơ hồ, khi thì rõ ràng. Tam Hoa nương nương thường cảm thấy kỳ diệu là, có khi ngủ gật thời gian sẽ trôi qua rất nhanh, chỉ là nhìn xuống híp mắt lại. Rồi đem đầu nâng lên, đã trôi qua rất lâu, giống như là có một đoạn thời gian thuộc về mình bị một con mèo mình không quen biết trộm đi. Nhưng có lúc ngủ gật thời gian lại sẽ trôi qua rất chậm, nghĩ rằng đã lâu lắm rồi và ngày đã gần hết, kết quả vẫn còn thật lâu. Tổng kết không ra quy luật, có lẽ phải trách thời gian. Nhất định phải tổng kết ra quy luật mà nói, cũng trách thời gian bởi vì nó thường xuyên đối nghịch với Tam Hoa nương nương. Thường là khi Tam Hoa nương nương muốn để thời gian trôi qua chậm một chút, nó lại lập tức chạy đi, khi muốn để thời gian mau mau đi qua, nó lại chậm rãi trôi qua. Hôm nay tư tưởng kỳ diệu mà phức tạp, đã nghĩ thời gian trôi qua chậm một chút lại nghĩ tới phải nhanh lên. Nhanh chậm đều có lý do của nó, thế là thời gian cũng rất giống không biết nên làm thế nào mới có thể gây nên sự chán ghét của nàng. Trong bất chi bất giác có cảm giác kỳ diệu từ trên thân đạo nhân truyền đến, phảng phất nhận được ảnh hưởng của điều này, sự vật trước mắt vốn là mơ hồ, lại trở nên kỳ quái. Gió trên Tôn Giả Sơn dường như thổi đến càng nhanh, màn mây cũng thay đổi càng nhanh hơn, hết thảy đều giống như được tăng tốc, lại giống như là mình có một đôi mắt chậm hơn. Màn mây trên núi giống như thật sự hình thành áo choàng của ngọn núi, kéo lấy cái đuôi thật dài, tùy gió mà vẫy. Thỉnh thoảng có những đám mây nhỏ bé bị gió núi thổi đến rơi xuống, còn chưa rơi xuống chân trời đã biến mất không thấy gì nữa. Phía xa, mây cũng không ngừng biến ảo hình dáng, di chuyển nhanh chóng tới, không ngừng biến mất rồi tập hợp lại. Sắc trời nhanh chóng tối sầm xuống, Tam Hoa nương nương phát giác có gì đó không đúng. Đợi nàng trước mắt nhanh chóng khôi phục lại sự minh mẫn, cũng ngồi dậy, lúc từ trên thân đạo nhân đứng lên, trời đất trước mắt, cũng với vạn vật trong trời đất cũng đều khôi phục lại tốc độ bình thường. Sắc trời cũng quả thật tối xuống. Đạo sĩ, Tam Hoa nương nương sững sờ một chút, không khỏi quay đầu nhìn về phía đạo nhân, mở miệng hô một câu. Có chuyện gì vậy, Tam Hoa nương nương? Giọng nói của đạo nhân hoàn toàn ôn hòa như trước đây. Ngươi một mực đang nhìn núi sao? Đúng vậy à. Ngươi vừa rồi có nhìn thấy hay không? Trên trời, mây trở nên chạy, cũng là chạy rất nhanh. Không có. Ngươi không phải một mực nhìn qua bên kia sao? Đúng vậy à. Vậy ngươi thấy cái gì? Đã nhìn thấy những gì ta muốn thấy. Vậy ngươi thấy cái gì? Linh vận, xảo diệu, cùng với lối vào thiên cung. Tống Du nhỏ giọng nói với nàng, lại mỉm cười, nói, xem ra Tam Hoa nương nương nhìn thấy những thứ thú vị. Tam Hoa nương nương nhìn thấy. Tiểu nữ đồng quay đầu sững sờ nhìn hắn, khoa tay múa chân, phí hết tâm tư, gập ghềnh, rốt cục đem tất cả hình ảnh trong mắt mình miêu tả cho đạo nhân nghe. Nói xong không yên lòng nhìn chằm chằm đạo sĩ, ngươi nghe có hiểu không? Nghe hiểu. Thật không? Tất nhiên. Đạo nhân mỉm cười với nàng, tương giao với thiên địa, thường sẽ quên thời gian, Tam Hoa nương nương rất có linh tính cùng với ngộ tính, mới có thể ở trong lúc lơ đãng đạt tới trạng thái tương hợp cùng với thiên địa. Tam Hoa nương nương nghĩ đến trời sắp tối, còn chưa đi nhặt củi cho đạo sĩ, cho nên giật mình, liền biến trở về.
như vậy hẳn là vừa đúng mới dừng lại ở đây. Ồ, tiểu nữ đồng nhìn chằm chằm hắn một hồi, với biểu cảm giống như thời điểm nàng biến thành bản thể mèo con vậy, sau đó lay động hạ đầu. Mắt nhìn sắc trời nơi xa, rồi loạng choạng đứng lên, muốn đi sau lưng ngọn núi lớn kia nhặt bó củi để đêm nay nấu cơm và qua đêm. Chương 846, nghe kể và hồi báo, 1. Chỉ còn ngựa đỏ thẫm cùng với chim yến bồi tiếp Tống Du. Ban ngày du khách lên núi cũng riêng phần mình có dự định, hoặc là trèo lên xong cũng xem hết Tôn Giả Sơn, đã sớm đi xuống núi, hoặc là sớm tìm xong chỗ che gió chìm vào giấc ngủ. Xuất ra tấm thảm đệm chăn bọc lấy, hoặc là một đám người cùng chung chí hướng tập hợp chung một chỗ đốt đống lửa, lấy rượu ra, ngâm thơ và hô khẩu hiệu uống rượu, đại khái là muốn cuồng nhiệt cả đêm. Đạo nhân nhìn xung quanh bọn họ một chút, rồi thu hồi ánh mắt. Linh vận cùng với ảo diệu của Tôn Giả Sơn đều đã ở đáy lòng hắn. Cũng không lâu sau, tên quan nhân trẻ tuổi họ Vi kia không ngờ đi về tới, tìm đến Tống Du, đối với hắn chắp tay nói, hôm nay đa tạ tiên sinh điểm thanh mê vụ. Tại hạ nhẹ nhõm cũng tự tại hơn rất nhiều, vừa rồi nhìn thấy tiên sinh đang nhập định tu hành, không dám tới quấy nhiễu, bây giờ thấy tiên sinh đã không làm gì, liền tới hỏi tiên sinh một chút. Phải chăng nguyện đi đến chúng ta bên kia cùng với mấy vị quan nhân thư sinh tới từ các ngọn núi khác nhau trong thiên hạ cùng nhau uống rượu, ăn chút thịt nóng, sưởi ấm để ngủ. Bọn họ đã tìm thấy một nơi không tệ để tránh gió mưa. Đa tạ ý tốt của túc hạ, chỉ là túi hành lý của chúng ta mang rất đủ, cũng không thiếu nước ăn đủ qua cả mùa đông, liền không quấy rầy, là ta đến để cảm tạ tiên sinh. Quan nhân họ Vi nghe hắn từ chối nhã nhặn, cũng không dây dưa thêm nhiều, nhưng cũng không có lập tức rời đi, mà chính là đứng ở phía trước nói với hắn, nhân tiện, hôm nay nghe nói tiên sinh là người Giật Châu, không biết là từ nơi nào đến. Từ Phong Châu tới, tiên sinh cũng từ Phong Châu đến, là từ Phong Châu tới. Tống Du mỉm cười, cũng là tính tình nhẫn nại trả lời với hắn, chỉ là chúng ta cũng không thần tiên phải bởi vì thủy tai ở Phong Châu mà chết, đi thiên cung thượng nhiệm. Ha ha, quan nhân trẻ tuổi nhịn không được cười vài tiếng, sau đó nói ra, chỉ muốn hỏi tiên sinh có đến phía nam Phong Châu không. Tự nhiên đi. Ồ, quan nhân trẻ tuổi nhất thời có được mấy phần hứng thú, bên kia như thế nào? Không biết túc hạ nói đến là chuyện gì. Tự nhiên là phong cảnh cũng có thể có chỗ khác thường. Tại hạ luôn là người yêu thích kỳ sơn dị thủy. Trước đây lúc du ngoạn tại bờ biển Lãng Châu, từng nghe nói phía nam Phong Châu có địa long xoay người. Nước sông Ẩn Giang lại đổi dòng chảy về đường sông ban đầu đã biến thành chỗ cao. Mấy ngày trước đó phía nam Phong Châu cũng là quỷ khóc sói gào, sấm sét giữa trời quang. Lúc ấy liền muốn đi xem một chút, tuy nhiên vừa đến nghe nói bên kia đều là núi hoang nước độc, vốn không có phong cảnh gì có thể nhìn. Nếu như lời đồn là giả, thì không đáng đi, nhưng nếu như lời đồn là thật, sợ lại là yêu ma quấy phá, lại không quá dám đi. Nói xong quan nhân trẻ tuổi nhìn về phía Tống Du, tiên sinh từ bên kia tới, không biết bên kia như thế nào. Tại hạ năm nay tới, ngược lại là không có nhìn thấy cái gì yêu ma. Tống Du thành thật trả lời, lời đồn cũng thực sự là rất đáng sợ, cho tới bây giờ, bách tính tư quận cũng không dám đặt chân đến bên kia. Tuy nhiên nếu như túc hạ có lá gan là người đầu tiên tiến về bên kia, ta nghĩ phía nam Ẩn Nam bây giờ phong cảnh nhất định sẽ không cô phụ dũng khí của túc hạ. Quan nhân trẻ tuổi nghe được trợn tròn con mắt, không khỏi nhìn về phía đạo nhân. Đã thấy đạo nhân cười không ngớt, nhìn thẳng hắn, trong mắt hắn không có chút giả vờ nào. Vừa rồi nghe túc hạ nói, túc hạ mới từ bờ biển Lãng Châu du ngoạn tới. Tống Du đối quan nhân trẻ tuổi hỏi, đúng vậy, có chuyện gì sao? Quan nhân trẻ tuổi kỳ lạ nói, tiên sinh cũng đối với phong cảnh Lãng Châu cảm thấy hứng thú. Hay là tiên sinh cũng muốn du ngoạn đến Lãng Châu? Chúng ta du lịch thiên hạ, tất nhiên là nơi nào cũng đều muốn đi nhìn một chút. Sau khi từ trên núi Tôn Giả này đi xuống, nói chung liền muốn đi đến Lãng Châu. Tống Du mỉm cười, nếu túc hạ mới từ bên kia đến đây, lại nghe nói túc hạ là người yêu thích phong cảnh kỳ dị. Thế là muốn hỏi thăm túc hạ một chút, bờ biển Lãng Châu thậm chí hải ngoại đều có chút phong cảnh kỳ dị gì, lời đồn kỳ dị gì. Vậy tiên sinh thế nhưng là hỏi đúng. Quan nhân trẻ tuổi nhất thời mười phần đắc ý. Ồ, tại hạ không chỉ có yêu thích phong cảnh kỳ dị, mà còn thích nhất tìm hiểu về phong cảnh kỳ dị và những điều kỳ dị, lại không sợ lãng phí thời gian. Tiên sinh hỏi ta, thật sự là hỏi đúng người. Quan nhân trẻ tuổi nói, nghe nói đại dương rộng lớn còn hơn nhiều lục địa Trung Nguyên, ngư dân và thương nhân Lãng Châu lênh đênh trên biển trong một thời gian dài.
qua lại ở giữa các đảo lớn nhỏ cùng với các quốc gia trên biển, trong nửa đời người, phần lớn đều tích lũy một đống kiến thức kỳ diệu. Tuy nhiên theo tại hạ thấy những kiến thức kỳ diệu này cũng không thể tin hoàn toàn, không ít đều là hư giả, phải dựa vào bản thân phân rõ. Tống Du ở chung một ngày với hắn, cũng nói không ít lời, biết được sở thích của hắn, cũng biết được hỏi hắn đại khái là sẽ có thu hoạch. Nhưng cho đến khi nghe được một đoạn lời nói này, nhất là câu cuối cùng của đoạn này, một nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt hắn, biết được hỏi hắn sẽ có thu hoạch lớn. Thế là nói với hắn, trên thế gian cũng có không ít người yêu thích phong cảnh kỳ dị, tò mò với những điều kỳ dị. Nhưng người sẽ tự mình đi lĩnh hội phong cảnh kỳ dị, đi suy nghĩ phân rõ thật giả của những chuyện kỳ dị đó lại không nhiều. Ha ha! Phen khích lệ này không thể nghi ngờ chính là cào đến chỗ ngứa của quan nhân trẻ tuổi, chính là chỗ đắc ý bên trong tính cách của hắn, thế là cười to vài tiếng và hỏi hắn, tiên sinh muốn nghe cái gì? Các bạn đang nghe chuyện Ta không hề cố ý thành tiên của tác giả Kim Sắc Mạt Lị Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.pro. Chương 847, nghe kể và hồi báo. 2. Muốn biết được những tin đồn và phong cảnh kỳ dị tại bờ biển Lãng Châu và ở hải ngoại, không câu nệ tại yêu quỷ thần ma, cái gì đều có thể. Tống Du chắp tay nói, lại nhìn nơi xa một chút, chỉ là không biết có trì hoãn đến việc Túc Hạ cùng với bằng hữu bên kia uống rượu tâm tình hay không. Không có chuyện gì. Quan nhân trẻ tuổi khoát khoát tay, phảng phất không thèm để ý chút nào, liền ngồi xuống. Bờ biển Lãng Châu vốn cũng không thể so với Dương Châu, chính là một nơi xa xôi hoang sơ, tiên sinh muốn đi qua. Tốt nhất sớm nên mua hết tất cả đồ vật muốn mua trước, miễn cho đến bên kia tìm không thấy chỗ tiêu tiền. Loại địa phương này truyền thuyết về yêu ma quỷ quái tự nhiên không ít, trên biển cũng có thần linh trên biển. Tỷ như 200 dặm ở hải ngoại Lãng Châu, có chân long chiếm cứ, rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy. Quan nhân trẻ tuổi nói, tuy nhiên muốn nói truyền thuyết kỳ dị nhất, hắc hắc, không biết người khác cảm thấy thế nào, cũng không biết tiên sinh cảm thấy thế nào. Nhưng những gì tại hạ nghe được dưới đây chắc chắn thuộc về đất nước có tên là Tiểu Nhân Quốc trên biển Thương Quận. Tiểu Nhân Quốc. Truyền thuyết kể rằng trên biển Thương Quận có một hòn đảo nhỏ, hòn đảo rất nhỏ, bên trên địa chí của Thương Quận, những hòn đảo đều được ghi chép, có tên có họ, dù nhỏ nhất cũng lớn hơn hòn đảo này nhiều. Hơn nữa, hòn đảo này không cố định, dường như sẽ tùy ý phiêu bạt ở trên biển Thương Quận này, hoặc là khi thì xuất hiện khi thì biến mất, hòn đảo nhỏ này chính là Tiểu Nhân Quốc trong truyền thuyết. Quan nhân trẻ tuổi dừng lại một lát, truyền thuyết kể rằng ở bên trong Tiểu Nhân Quốc này, tất cả mọi người chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, đại khái là cũng chỉ bằng một con chuột. Nếu như ngẫu nhiên có người ngoài lạc vào, cũng sẽ bị thu nhỏ, rời khỏi hòn đảo sẽ khôi phục hình dạng ban đầu, nhưng trừ con người, bất kỳ loài động vật nào khác đều không thay đổi. Nghe tới thật sự là thần kỳ, còn không phải sao. Nói là ở chỗ đó, một con cua cũng có thể kẹp chết người, một con cá nhỏ là đủ cho rất nhiều người ăn. Quan nhân trẻ tuổi nhếch miệng cười một tiếng, kể được say sưa ngon lành, theo ta thấy, trên biển này có yêu ma quỷ quái gì. Cho dù thần linh được thổ thần nơi đó cung phụng lại linh nghiệm như thế nào, cũng không thần kỳ bằng Tiểu Nhân Quốc kia, xem như là chân long. Phong Châu phía trước còn có địa long xoay người đâu, nghe người ta nói, cũng có người sống ở phía nam Phong Châu nhìn thấy đầu rồng to lớn và đuôi rồng ở trên đỉnh núi. Nhưng làm sao có thể có một quốc gia khiến người ta thu nhỏ đến hiếm lạ thần dị như thế? Thật sự như vậy. Tống Du gật gật đầu, lại hỏi, nghe Túc Hạ nói, dường như có không ít người từng đi vào. Ha ha, tiên sinh quả thật giống như người đồng đạo với ta vậy. Quan nhân trẻ tuổi nghe xong nhất thời vỗ tay cười to, sau đó mới nói với hắn, ta lần đầu tiên nghe thấy lời đồn, trừ ngạc nhiên ra, ý nghĩ đầu tiên cũng là không tin. Cũng là muốn cầu sự thật, thế là thăm viếng rất nhiều nơi, lại phát hiện duyên hải Lãng Châu rất nhiều nơi đều có cùng loại tin đồn. Ngay cả khi có những nơi không liên quan đến nhau, cũng có tin đồn tương tự, trong lúc vô tình có người đi đến Tiểu Nhân Quốc cũng không ít. Thậm chí còn có người đến Tiểu Nhân Quốc sau đó còn kết hôn với người ở trong đó, lưu lại con nối dõi, cũng đều mang về cũng đều biến trở về kích thước ban đầu. Trong đó thật giả lại có mấy phần đâu. Tự nhiên có người là nghe đồn, hoặc bịa chuyện, tuy nhiên cũng có những người kể ra không giống là nói dối. Quan nhân trẻ tuổi dừng lại một lát, tối thiểu rất nhiều chi tiết có thể được chứng thực lẫn nhau ở một số làng chài không liên quan đến nhau, và thậm chí trong những tin đồn về làng chài ở các quận huyện khác nhau. Túc Hạ nếu có thể viết Kỳ Sơn Dị Thủy Chí,
nhất định có thể lưu truyền thiên cổ. Tống Du nói với hắn, ha ha, tại hạ cũng không có tài văn chương này. Túc hạ có ra biển tìm qua tiểu nhân quốc này chưa? Tự nhiên là đi. Hải Long Vương trên biển này tính khí rất nóng nảy, không thích bị người khác quấy rầy. Nếu như bị quấy rầy, động một tí vén ra sóng lớn, đổ nhào tàu thuyền, tại hạ tự nhiên không dám đi tìm. Nhưng tiểu nhân quốc này cũng rất ít nghe nói có điều nguy hiểm gì, tự nhiên là muốn đi tìm nó. Quan nhân trẻ tuổi có chút tiếc nuối, chỉ là có lẽ tại hạ duyên phận không đủ, ở trên biển phiêu bạt nửa tháng, cũng không thể tìm được. Nếu ta muốn đi, ta nên đi chỗ nào tìm? Tiên sinh quả nhiên cảm thấy hứng thú. Kỳ dị như thế, tự nhiên có hứng thú. Tống Du thành thật trả lời, như thế, liền đi huyện Lam An Thương quận. Quan nhân trẻ tuổi suy nghĩ một hồi rồi mới nói, mặc dù nơi đó không nhất thiết phải gần nhất với nơi thường gặp được tiểu nhân quốc, tuy nhiên lại tương đối phồn hoa, từ nơi nào đến bất luận là mua thuyền ra biển hay là mượn thuyền ra biển, đều tương đối dễ dàng. Nơi đó tin đồn cũng nhiều, tiên sinh nếu như còn nghĩ nghe ngóng chi tiết gì, cũng tốt nghe ngóng được một chút. Ta hiểu rồi. Nghe nói hải ngoại Lãng Châu còn không chỉ có tiểu nhân quốc, còn có dạ xoa quốc, còn có yêu quốc gì gì đó. Có rất nhiều, có hung hiểm, có thú vị, có nghe tới cũng giống như là người bản xứ bịa ra. Tuy nhiên những thứ này nghe tới cũng đơn giản là chút yêu ma quỷ quái, cũng không kỳ dị bằng tiểu nhân quốc. Quan nhân trẻ tuổi nói, ánh mắt hướng bên cạnh thoáng nhìn, a, tiên sinh, đồng nhi của ngài đã nhặt củi trở về. Nàng từ trước đến nay luôn chịu khó, rất chiếu cố ta. Tống Du cũng theo ánh mắt của hắn nhìn sang. Chương 848, nghe kể và hồi báo, 3. Tiểu nữ đồng mặc y phục tam sắc ôm một bó củi lớn đi tới, có chút nghi hoặc nhìn chằm chằm quan nhân trẻ tuổi. Có chút tự hỏi bọn họ đang nói điều gì mà nói đến sôi nổi như thế. Sau khi đến gần, liền nghe được câu này. Thế là nàng im lặng, kiềm chế biểu lộ, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, đi tới buông củi xuống, thuần thục dựng giá đỡ lên. Lại từ trong ngực lấy ra hai viên đá bình thường, xích lại gần đống củi rồi đập chúng vào nhau. Đồng thời âm thầm đối với đống củi thổi một hơi. Hô, bồng, củi nhất thời liền dấy lên ngọn lửa. Tống Du cảm thấy buồn cười, nhịn không được lại khen một câu, tam hoa nương nương thật sự là thông minh. Quan nhân trẻ tuổi nhìn thấy thì sững sờ. Chưa bao giờ thấy qua đá đánh lửa của ai như thế này, cũng chưa từng thấy qua ai đánh lửa mà không cần ngòi lấy lửa. Càng không thấy qua ai đánh lửa chỉ cần trong một nháy mắt ngọn lửa đã có thể đốt đến lớn như vậy. Bất quá hắn cũng không nói gì thêm. Tam hoa nương nương cũng vẫn như cũ không nói một lời, chỉ ngồi xuống bên cạnh đạo sĩ, vì xứng đáng với khích lệ vừa rồi của đạo sĩ, cũng vì duy trì sự chăm chỉ và chăm sóc người mà mèo thiết lập. Nàng hiện tại đã hóa thân thành một cỗ máy làm việc không có tình cảm, không để ý đến chuyện bên ngoài, chỉ một lòng thổi lửa nấu cơm. Bây giờ ấm áp hơn rồi. Tống Du đối với quan nhân trẻ tuổi cười nói, vâng, đúng vậy à. Nếu Túc Hạ không vội trở về đoàn tụ cùng với bằng hữu, không bằng lại kể về truyền thuyết kỳ dị khác ở hải ngoại Lãng Châu đi, tỉ như những quốc gia kỳ quái trên biển kia, hoặc là con chân long kia. Tống Du một bên dùng tầm nhìn ngoại vi ngắm lấy tam hoa nương nương nhóm lửa nấu cơm, vừa hướng quan nhân trẻ tuổi nói, tại hạ nhất định sẽ có báo đáp. Nói chuyện với tiên sinh 10 phần thoải mái, đã là chuyện thoải mái, làm sao cần dùng đến báo đáp gì? Quan nhân trẻ tuổi dựa vào đống lửa, cũng một bên nhìn chằm chằm động tác của tam hoa nương nương, vừa nói, vị Hải Long Vương kia ta không có đi tìm qua, không dám đi tìm, tuy nhiên một khi đến bờ biển Lãng Châu, cũng nhiều chính là truyền thuyết về vị Hải Long Vương này. Có người nói hắn thân dài trăm trượng, lại có người nói hắn thân dài ngàn trượng, dáng dấp giống như con rồng thật trong truyền thuyết, 10 phần hiếm có. Ngọn lửa cháy đến vang lên đông đốp. Nơi này dù sao cũng là một chỗ nơi tránh gió, ngày mùa hè trên núi đến tối muộn xác thực cái lạnh làm người ta sợ hãi. Có thể nhóm được đống lửa, dù là cách một khoảng cách, cũng không cảm thấy lạnh lẽo. Quan nhân trẻ tuổi một khi nói về đến liền không dừng được, đã cảm thấy vị đạo trưởng họ Tống này tựa như thần tiên cao nhân. Lại cảm thấy cực kỳ hợp ý với hắn, cho chuyện thế nào đều cảm thấy thú vị, tự nhiên rất dễ dàng quên đi thời gian. Thế là từ chân long hải ngoại Lãng Châu một mực nói tới rất nhiều quốc gia trên biển, lại nói tới rất nhiều yêu ma trên bờ biển, thần linh mà dân chúng địa phương thờ phụng. Tống Du rất ít khi đáp lại, nhưng mỗi lần đáp lại, quan nhân trẻ tuổi tất nhiên cảm thấy tựa như tìm được tri âm. Kỳ thật cũng không phải Tống Du cố ý như thế,
Thực tế là Tống Quý hoàn toàn có thể hiểu được hắn, bởi vì Tống Du cũng là một người tương tự. Bất chi bất giác, đêm đã sâu. Trên đống lửa phía trước mang lấy hai cái nồi một lớn một nhỏ, đã toát ra mùi thơm đậm đà. Bên kia có người đến gọi qua nhân trẻ tuổi. Tiên sinh, ta phải đi qua. Cháo loãng đã nấu xong, còn nóng hổi, Túc Hạ không cùng chúng ta ăn một chén sao? Tống Du hỏi. Ha ha. Qua nhân trẻ tuổi ngửa đầu cười to, đã không có chối từ, cũng không có giữ lại, mà chính là nói ra. Đợi ta đi trước qua bên kia ứng phó một chút, chờ chút bưng chén của mình tới, hướng tiên sinh lấy một bát. Ở trên núi này có thể ăn được một chén cháo nóng hổi mới nấu xong, thực là một chuyện may mắn. Cũng tốt. Tống Du nói xong cũng dừng lại, nhìn hai bên một chút, thừa dịp không người, liền đối với qua nhân trẻ tuổi nói ra, từ trong miệng Túc Hạ nghe được rất nhiều kiến thức kỳ dị. Đều đáng tin hơn so với từ trong miệng người khác nghe được, thật thú vị khi nghe được những điều đó, cũng thực sự giúp chúng ta rất lớn, đã như vậy, cũng phải có chỗ hồi báo mới phải. Tiên sinh không cần nói những lời này, Túc Hạ thích nhìn thấy những điều kỳ dị, cũng thích tìm tòi nghiên cứu thật giả, để giải quyết sự tò mò của mình. Hôm nay nếu như Túc Hạ muốn tận mắt trông thấy thần tiên đăng thiên, và muốn biết được hôm nay bên trong những du khách lên núi có những ai là ra vẻ thần tiên, vậy thì chắc chắn bản thân mình tỉnh dậy trước khi bình minh mới được. Tống Du mỉm cười, lại bù thêm một câu, trước khi thần tiên đăng thiên, phàm nhân đều sẽ thiếp đi. Nhưng nếu là Túc Hạ có thể lấy giọt xương vừa mới hình thành trên lá cây tối nay uống vào, thì có thể giữ vững được sự bình tĩnh. Qua nhân trẻ tuổi nghe xong, nhất thời mở to hai mắt, hỏi, tiên sinh thật sự là thần tiên. Lời này hỏi được, hắn cũng có chút không dám tin. Bởi vì hôm nay đến nay, đối mặt với vị đạo nhân này, hắn không biết mình đã hoài nghi bao nhiêu lần lại lật đổ bao nhiêu lần. Không phải, tại hạ chỉ là một đạo nhân thế gian, giống như Túc Hạ, tới bên trên tôn giả sơn này quan sát thần tiên thượng nhiệm đăng thiên. Tống Du trả lời trung thực, chỉ là tại hạ cần phải tu luyện nhiều hơn, mới ngồi bất động ở đây cả buổi chiều, nên đã khám phá được huyền cơ trong đó. Tiên sinh thật sự là cao nhân. Còn mời Túc Hạ chớ có thông báo cho người khác. Tống Du nói, cũng xin Túc Hạ chớ có bắt chước vị Lý Công kia, nói không giữ lời. Nhất định. Qua nhân trẻ tuổi biểu lộ trở nên trịnh trọng, đối với hắn thi lễ thật sâu, lúc này mới cáo từ rời đi, cước bộ vội vàng. Các bạn đang nghe chuyện Ta không hề cố ý thành tiên của tác giả Kim Sắc Mạt Lị Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.pro. Chương 849, chẳng lẽ đây là báo ứng? 1. Rất nhiều du khách đang co rúm lại trên mặt đất, như thể họ đang ngủ, và hầu hết trong số họ đều nằm trên mặt đất. Chỉ phủ một chiếc áo khoác dày hoặc một tấm chăn mỏng, trên đất trống trong núi tràn đầy ngọn lửa lấm ta lấm tấm. Nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện, đại đa số người đều mở to mắt, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu, nhìn quanh bốn phía một vòng. Hiển nhiên họ cũng đều là nghe nói qua truyền thuyết thành tiên ở Tôn Giả Sơn, muốn chờ thần tiên đăng thiên thượng nhiệm. Đạo nhân cũng đã trải rộng tấm thảm lông cừu ra, một lần nữa ngồi xuống tấm thảm, chợt cảm thấy mềm mại hơn rất nhiều. So sánh với các du khách khác, lại có cảm giác hạnh phúc nhiều hơn mấy phần. Gió núi thổi sương mù, nghẹn ngào rung động, ngay cả ngọn lửa trước mặt hắn cũng trở nên mờ mịt. Trên đống lửa hai cái nồi một lớn một nhỏ đều là mang theo hành tẩu thiên hạ, nồi lớn cũng không tính được bao lớn. Cái nồi nhỏ thì càng là bỏ túi, so với cái chén không lớn hơn bao nhiêu, rất là đáng yêu. Tiểu nữ đồng một mặt nghiêm túc, lấy nó xuống. Thứ được nấu trong nồi lớn chính là một nồi cháo nấm, gạo do mình mang theo, lúc ở trên núi nhặt củi hái được không ít nấm ăn được, sau khi rửa sạch. Giống như thịt khô, bị tam hoa nương nương dễ dàng xé thành miếng nhỏ, ném vào trong nồi và hầm với cháo, nhưng cũng tản mát ra mùi thơm mê người. Cái nồi nhỏ thì là cái nồi ngự dụng của tam hoa nương nương, được Tống Du đặc biệt chuẩn bị cho nàng khi hắn phát hiện ra tài năng nấu nướng tuyệt vời của tam hoa nương nương. Bây giờ nấu lấy một nồi súp chuột núi nắm rừng, rất bổ dưỡng. Tam hoa nương nương lúc làm việc cẩn thận tỉ mỉ, lấy việc chăm sóc đạo sĩ nhà mình làm đầu, đầu tiên lấy ra chén của hắn, múc cho hắn một bát lớn cháo nấm hoang dại, lấy thêm đôi đũa, đưa tới trước mặt hắn, mới lên tiếng, ăn đi. Đa tạ tam hoa nương nương, không cần khách khí. Tiểu nữ đồng nghiêm túc xoay người, lại lấy chén nhỏ ngự dụng của chính mình, múc một bát súp nấm hoang dại đến uống. Ngươi muốn uống không? Không uống, đa tạ. Ngươi không phải rất thích uống súp nấm sao?
Tam Hoa nương nương cứ uống đi, không uống thì thôi. Nói đến kỳ quái, ồ, cũng không biết vì cái gì, mỗi lần hút cháo do Tam Hoa nương nương nấu, ăn cơm do Tam Hoa nương nương nấu, rõ ràng gạo đều giống nhau, cơm cũng đều giống nhau, nhưng dù sao cảm giác càng ăn ngon hơn. Đạo nhân một bên cẩn thận thưởng thức hương vị của cháo, một bên nhíu mày suy tư, không hiểu mà chăm chú hỏi, Tam Hoa nương nương là có bí quyết gì sao? Ngô, bí quyết. Tam Hoa nương nương bỗng chốc bị hắn hỏi cho sững sờ, nhưng trong lòng nàng lại rất vui nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Đành phải trong tâm điên cuồng suy nghĩ, mình rốt cuộc là nơi nào làm được tốt hơn. Rõ ràng đều là nàng học theo hắn, hết thảy đều là chiếu vào hắn mà làm, không kém một chút nào. Cũng không phải gì khác, cũng là luôn cảm thấy Tam Hoa nương nương nấu cháo không lưa thưa cũng không nhiều, cái gì đều vừa vặn, nấu cơm cũng thế, từng hạt rõ ràng, nhưng không khô cứng, hoàn toàn vừa phải. Tiểu nữ đồng bưng chén súp của mình sững sờ bất động ngay nguyên chỗ, trong chén khói nóng lượn lờ bốc lên, bị gió thổi cong. Mà nàng chỉ là một bên suy tư một bên liếc mắt nhìn về phía đạo nhân, thấy hắn hưởng thụ uống cháo vào, một mặt trong lòng cảm thấy thỏa mãn, một mặt lại điên cuồng suy nghĩ nguyên nhân. Là nước, Tam Hoa nương nương dù sao thông minh, chung quy là không làm khó được Tam Hoa nương nương, Tam Hoa nương nương dùng nước không giống nhau. Nước, đạo nhân nghi ngờ quăng tới ánh mắt. Đúng vậy, tiểu nữ đồng nặng nề gật đầu nói, còn có muối ăn, còn có những thứ khác cũng không giống. Ồ, Tổng Du nháy mắt mấy cái, xem ra Tam Hoa nương nương còn rất tinh tế. Đúng thế, nhưng không biết Tam Hoa nương nương bình thường dùng nước gì để nấu cơm, mỗi bữa ăn cũng không biết dùng bao nhiêu gạo và nước, lại thả bao nhiêu muối, còn có chút bí quyết gì khác không? Tổng Du không khỏi hiếu kỳ hỏi, mặc dù tài nấu nướng của ta là tốt hơn Tam Hoa nương nương một chút, nhưng ta không có khả năng nấu cơm được như Tam Hoa nương nương. Nếu như Tam Hoa nương nương chịu nói ra bí quyết trong đó cho ta, về sau ta nấu cơm cũng có thể ăn ngon như vậy. Xét về kỹ năng nấu nướng, nơi duy nhất không thể đuổi kịp Tam Hoa nương nương cũng có thể bắt kịp. Ngô, khó mà làm được. Vì sao không được? Ngô, Tam Hoa nương nương nói không ra. Vậy làm sao bây giờ? Tống Du không khỏi nhíu mày, vậy sau này ta muốn ăn một bữa ăn ngon như vậy, nhưng mà ta cũng không nấu được, làm sao bây giờ? Tam Hoa nương nương nấu cho ngươi. Chuyện này sao có thể được? Có thể. Lần một lần hai có thể, cũng không thể mỗi lần đều để Tam Hoa nương nương nấu cơm cho ta ăn được. Có thể chứ, có thể. Tam Hoa nương nương sẽ không mệt mỏi à? Sẽ không. Vậy không thể làm gì khác hơn là đa tạ Tam Hoa nương nương. Không cần khách khí. Tống Du lắc đầu, cũng không có cách nào. Hắn cúi đầu thổi một hơi khí nóng vào trong chén, lại là hút trượt một ngụm. Ở trên núi vào ban đêm lạnh lẽo, có thể uống một chén cháo mà mình không phải tự nấu, thực tế cực kỳ thoải mái. Ăn xong một bát, Tam Hoa nương nương lại phục vụ cho hắn một chén. Loại này dễ chịu cũng chỉ mới tới mà thôi. Tam Hoa nương nương dùng một cái nồi khác để nấu cơm cho hắn và nấu cơm cho chính nàng, nhưng Tống Du lại trông thấy nàng dùng cùng một cái thìa múc cháo cho mình. Lại múc canh cho chính nàng, thìa này nàng đặt ở trong canh, bây giờ lại bị nàng lấy ra múc cháo cho mình. Tam Hoa nương nương, có chuyện gì sao? Tiểu nữ đồng kỳ quái nhìn về phía hắn. Tống Du không nói gì. Đột nhiên nhớ tới, trong thời gian một năm ở Nghiệp Sơn Phong Châu, Tam Hoa nương nương thường xuyên nấu cơm đưa cơm cho mình ăn. Chẳng lẽ đây là báo ứng? Chương 850, chẳng lẽ đây là báo ứng? 2. Tối nay trên trời có nhiều mây, không thấy được nhiều sao. Quan nhân trẻ tuổi hết lòng tuân thủ hứa hẹn bảo vệ lấy bí mật, cũng ghi nhớ lời của đạo nhân, duy trì sự tỉnh táo. Chỉ là hắn không thể cam đoan sau khi mình ngủ mất có thể vào lúc bình minh đúng giờ tỉnh lại, cho nên một khắc cũng không dám ngủ. Trước nửa đêm cùng với đám người đến từ Nghiêu Châu Lãng Châu kia, thậm chí du khách từ châu khác đến cùng nhau uống rượu ca hát, đợi đến nửa đêm về sáng mọi người phần lớn đều yên tĩnh lại. Hắn liền đi tìm những người khác không ngủ nói chuyện trắng đêm, và khi thực sự buồn ngủ, liền đứng lên trên đất bằng phẳng dạo bước ở trong núi, dùng móng tay tự véo chính mình. Truyền thuyết có người đã từng gặp qua thần tiên Thượng Nhiệm Thừa dịp lúc ban đêm đăng thiên, quan nhân trẻ tuổi một đường đi xuống. Phát hiện không ít người cũng còn chịu đựng thâu đêm, đoán chừng mục đích cũng là không khác mình là mấy. Không phải vậy cũng là muốn đợi mặt trời mọc. Quan nhân trẻ tuổi thật sự là lại đi tìm vị đạo trưởng họ Tống kia một chuyến, lấy một chén cháo nóng để uống.
Chỉ là lúc hắn đi Tống đạo trưởng đã ăn xong, ngồi xếp bằng trên đất, nhắm mắt dưỡng thần, ngược lại là Đồng Nhi còn đang thức, múc cho hắn một chén cháo tràn đầy nhất. Quan nhân trẻ tuổi vốn chỉ là muốn một chén cháo trắng, không nghĩ tới lại là có thêm thịt khô xé nhỏ cùng nấm hoang dại. Mùi thơm mặn mòi của thịt khô và vị tươi ngon của nấm hoang được kết hợp với nhau, chỉ thêm một ít muối, cũng là mỹ vị thượng đẳng. Không nói ở phía trên núi lớn này, dù là bên trong huyện thành dưới chân núi, tại Dương Đô phồn hoa như mộng, nó cũng là một món ngon núi non hiếm có. Vị cao nhân này ngược lại thật sự là sẽ hưởng thụ. Vị Đồng Nhi kia cũng thật sự là khéo tay. Không chỉ có khéo tay, còn rất hào phóng, nhìn hắn uống xong cháo, còn đem mình canh thịt nấu cùng với nấm hoang dại chia cho hắn cùng uống, cũng là tươi ngon không thôi. Hắn tìm thấy được không ít chuyện linh tinh cần phải làm và cuối cùng đã vượt qua được thời gian đến trời gần sáng. Đây là thời điểm gần nhất để tỉnh ngủ, đó là thời điểm gần nhất với những giấc mơ. Đó cũng là thời điểm mọi người ngủ sâu nhất và những người thức dậy rất dễ cảm thấy mệt rã rời. Rất nhiều du khách chờ thần tiên đăng thiên cả một đêm, nhưng ngay cả một chút động tĩnh cũng không có chờ được. Thất vọng lại mệt rã rời, không khỏi đồng loạt ngủ thiếp đi, người còn đang kiên trì càng ngày càng ít. Quan nhân trẻ tuổi vẫn như cũ cắn răng duy trì sự tỉnh táo. Chân trời đã ẩn ẩn hiện ra một tia ánh sáng màu trắng bạc, vầng trăng sáng vẫn như cũ treo cao, chỉ là bị mây che phủ. Không nhìn thấy chân dung, chỉ có thể nhìn thấy phía sau mây lộ ra ánh trăng mông lung, giống như là được che đậy bởi một tầng đèn lưu ly. Bỗng nhiên một làn gió tươi mát thổi qua. Hô! Quan nhân trẻ tuổi chợt cảm thấy một trận buồn ngủ dâng lên. Cùng lúc đó, một vài người vẫn còn tỉnh táo nằm trên mặt đất cũng lập tức ngã xuống, thậm chí mấy quan nhân trẻ tuổi trước đó còn đang nhỏ giọng nói chuyện. Phàn nàn đợi uổng công một đêm trong vô vọng cũng không có động tĩnh gì nữa, chỉ còn lại vị quan nhân họ Vi đang nỗ lực duy trì sự tỉnh táo, răng đều nhanh cắn nát. Không đúng, quan nhân trẻ tuổi dùng sức lắc đầu thật mạnh, phát giác được có gì đó không đúng, cũng lập tức nhớ tới lời nói của Tống đạo trưởng. Trước khi thần tiên đăng thiên, phàm nhân đều sẽ thiếp đi, sương mới đêm nay trên đầu ngọn cỏ. Quan nhân trẻ tuổi nhất thời cố nén cơn buồn ngủ, gần như là ngã xuống, vừa vặn bò đến một gốc cỏ dại bên cạnh. Mượn ánh trăng mông lung ngọn cỏ có cảm giác ẩm ướt. Quan nhân trẻ tuổi cũng không quan tâm, há mồm liền ngậm vào. May mà không người ở nơi này. Sương mới hình thành đêm nay ngậm vào chỉ cảm thấy lạnh lẽo trong miệng, mang theo mùi cỏ tươi thơm ngát, sau cùng còn có một ít mùi vị bùn đất. Truyền thuyết kể rằng đây là thức ăn cho yêu quỷ trong núi, cũng là đồ uống cho một số vị thần, Tống tiên sinh thì nói có thể giúp người duy trì sự tỉnh táo. Quan nhân trẻ tuổi sau khi uống vào, cũng không có ngay lập tức khôi phục sự tỉnh táo và hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi gió núi gây buồn ngủ mà chỉ là thoáng thư thái một chút, không đến mức lập tức mê man đi. Còn có, quan nhân trẻ tuổi cũng không quan tâm đến thứ gì khác, chỉ tiếp cận sang đám cỏ tươi khác, thậm chí đưa tay giật cỏ tươi xuống, đem hạt xương theo ngọn cỏ này rót vào bên trong miệng. Không biết ăn bao nhiêu, cũng không biết qua bao lâu. Không biết có phải thật sự có hiệu quả hay không, hay là chỉ lo ăn hạt xương mà quên đi giấc ngủ. Đợi đến khi hắn cảm giác trời đất đột nhiên sáng hơn mấy phần, gió núi trong bất chi bất giác sớm đã dừng lại, quan nhân trẻ tuổi ngạc nhiên xoay người. Quay đầu nhìn lại, nhưng thấy mây trên bầu trời vốn dĩ che phủ mặt trăng cũng bị thổi bay, lộ ra chân trời một vầng trăng trong sáng. Kèm theo ánh sáng của bầu trời, bất luận là Tôn Giả Sơn phía trước giống như một lão giả, hay là phương xa núi non trùng điệp, đều có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Lại một đám mây khác bị gió đẩy ra. Đột nhiên, như thể cánh cổng trời được mở ra. Trên bầu trời thật sự có thêm một cánh cổng trời, khí phái hoa lệ, thần quang lóa mắt. Các gian nhà và tháp phía sau cánh cổng đều mang màu sắc cổ kính, mây và sương mù lượn lờ, như ẩn như hiện, tựa như thiên cung. Không biết từ nơi nào truyền đến tiếng nhạc, lúc đầu nó mờ nhạt, chỉ có thể loáng thoáng nghe được, nhưng khi cẩn thận lắng nghe, nó ngày càng trở nên rõ ràng và dễ chịu hơn. Tiên nhạc. Quan nhân trẻ tuổi sững sờ nhìn chằm chằm trên trời nhỏ giọng thì thầm, mở to hai mắt, không chớp mắt. Một bóng người xuất hiện ở cổng trời. Đã có thần quan thượng thiên, cũng có thiên binh thiên tướng. Dường như có ai đó đang nhìn xuống. Quan nhân trẻ tuổi vội vàng vén y phục lên, che khuất khuôn mặt, chỉ xuyên qua một đường nhỏ nhìn về phía bầu trời, cũng nhìn quanh mặt đất. Trên mặt đất có người đứng dậy thăng thiên thành tiên.
Các bạn vừa nghe xong tập 85 của bộ truyện Ta không hề cố ý thành tiên của tác giả Kim Sắc Mặt Lị Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.pro. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.